The development of this safe and future-oriented transport. Together, we real achievements and a global idea. And you can also contribute to À, hôm qua thì Thủy Nguyễn cũng có chơi một cái trò chơi Cash Flow. Cash Flow là trò chơi tài chính cuộc đời anh chị ạ. À, thì một lát nữa thì Thủy sẽ chỉ cho cả nhà biết được rằng tại sao chúng ta lại phải quản lý tài chính và tại sao lại quản lý tài chính thông minh. Thì ngày xưa Thủy đi học ấy, Thủy đi học hầu như là 12 năm đi học ở trường, không ai dạy cho mình cái cách làm sao để mình quản lý tiền cả. Không ai dạy làm thế nào để mình trở nên giàu có, đúng không ạ? Mọi người thấy ạ, bản thân tất cả mọi người chúng ta đi học đều được là lúc nào cũng quan tâm đến điểm số, điểm 9, điểm 10, đúng không ạ? Và cũng không cần biết là cái chất lượng học bên trong ra sao. Đầu tiên là chạy theo thành tích, điểm. Nhưng thực sự cái kết quả điểm ở trường đời, trường học ấy, nó không nói lên cái sự thành công của con người. Ngày hôm nay cái khi mà chúng ta học về tài chính, nó là một bộ môn. Nó là một bộ môn trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu như ai học được càng giỏi thì người đó càng thành công, và càng thành công càng tự do. Còn ngày hôm nay chúng ta chưa giỏi là do mình chưa được học cái bộ môn đó thôi. Đấy, chúng ta học về bộ môn, chúng ta học ở trường, chúng ta học về những cái môn khoa học tự nhiên, xã hội, toán, lý hóa, văn sử địa. Nhưng học về tài chính là cái ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc đến tiền, ngày nào chúng ta cũng phải chi, chúng ta cũng phải thu, chúng ta quản lý tiền. Nhưng mà mấy ai học được cái cách quản lý tiền và vận hành tiền? Bởi vì người thành công và người chưa thành công, hay là gọi là người giàu và người nghèo, hai cái cách quản lý tiền và vận hành tiền nó khác hoàn toàn nhau. Đó, vậy thì cái người giàu ấy, người giàu là họ kiếm tiền, họ giữ tiền và họ nhân tiền. Còn người chưa giàu thì kiếm tiền, tiêu tiền và mua tiêu sản. Thì khi mà có hai cái nguồn tư duy trái ngược như vậy thì anh chị thấy rằng khi mà chúng ta kiếm tiền, đó cũng phải chưa phải là chuyện dễ, đúng không ạ? Bởi vì không phải ai cũng có cái năng lực kiếm tiền. Nhưng để kiếm được tiền rồi, giữ được tiền thì lại càng khó hơn, và nhân được tiền thì lại càng khó. Vậy nên là Thủy rất là mong muốn là trong buổi nay ngày hôm nay, buổi trưa hôm nay của Thủy Nguyễn, Thủy muốn chia sẻ với tất cả nhà mình đó cái cách để làm sao mà chúng ta vận hành đồng tiền một cách thông minh. Là mình không phải là mình chăm chỉ mà mình giàu được. Làm chăm chỉ mà giàu thì thực sự là những bác nông dân cũng giàu rồi, đúng không ạ? Những người làm công ăn lương họ tăng ca mười mấy tiếng một ngày thì họ cũng phải có rất nhiều tiền rồi chứ, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì họ lại không có được cái số tiền cũng như cái cuộc sống mà họ mong muốn. Cả đời cũng chỉ là đi làm công ăn lương cho người khác mà thôi. Và thậm chí là xây dựng ước mơ cho người khác, và cuối cùng mình cũng chẳng có một cái sự nghiệp hay là một cái tài sản lớn gì của riêng mình, đúng không anh chị? Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây chúng ta làm được tháng nào là chúng ta tiêu hết tháng đấy ạ? Chúng ta làm được đến đâu chúng ta tiêu hết đến đấy, và chúng ta không thấy mình để dư được đồng nào. Và nếu như anh chị nào đang có được, đang ở trong cái tình trạng đó thì chúng ta hãy comment lên đây nhé. Đấy, Thủy Nguyễn sẽ cùng với anh chị chúng ta phân tích cái đoạn này để chúng ta làm thế nào để chúng ta có một cái kế hoạch quản lý tiền trong cái thời gian, trong những cái ngày gần đây ấy, và trong cả cái tương lai của mình. Hãy bắt đầu ngay từ khi còn số nhỏ. Hôm qua thì Thủy có nói chuyện với một người bạn của mình, đó là bạn ấy nói là khi nào em có tiền thì em mới quản lý tiền, bây giờ em làm gì có tiền để mà em quản lý. Và mọi người có thấy quen với cái tư duy của mình không ạ? Tư duy của mình cũng đa phần là vậy mà, đúng không ạ? Nói là lúc nào có tiền thì tôi mới quản lý, tôi mới có nhiều tiền tôi mới quản lý được chứ. Đó, nhưng mà anh chị ạ, cái cách bạn làm mọi việc là cái cách bạn làm mọi việc đấy. Bởi vì nếu như ngay như bây giờ cái số tiền nhỏ mà mình không biết cách chi tiêu, để mình làm cách nào để mình tạo ra tiền từ 1 đồng có thể biến thành 100, 1.000 đồng, thì làm sao không biết cách quản lý chi tiêu thì làm sao mà nó có thể tăng trưởng lên hàng trăm đồng, đúng không ạ? Nếu mà đó là cái chuyện rất là viển vông. Nếu như chỉ muốn thôi, phải bắt đầu từ con số nhỏ nhất. Một ngôi nhà cũng vậy, nó đều phải xây từ móng đi lên.
Thì cái cách quản lý tài chính chúng ta cũng vậy thôi. Không thể là tự nhiên có một, không có móng mó có ngôi nhà được, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng 1.000, 2.000, 1 triệu, 2 triệu chúng ta đều phải quản lý. Nhưng cái cách mà Thủy thấy tốt nhất và áp dụng từ ngàn xưa đến nay, đó là cái cách mà trích ra một cái phần 10 thu nhập để dành cho các khoản đầu tư. Đó, chị Hiền đang đi làm công 25 rồi mà chưa giàu. Tức là chúng ta phải biết là cái công cụ của chúng ta đi làm công ăn lương không phải là cái công cụ của người giàu. Chúng ta có cố gắng, chị Hiền Dương nhá, có thực sự là nói đây chị đừng buồn, bởi vì khi mà em biết chị đã hiểu tư duy rồi, chắc chị cũng biết rằng nếu như chị có làm 25, 35 hay 40 năm đi chăng nữa, cái kết quả cuối cùng của chị cũng là người đi làm công ăn lương và không thể nào giàu được. Nó không thể nào giàu được, bởi vì cái công cụ đó là công cụ của những người chưa giàu. Nếu như chúng ta đi làm cái công cụ của người chưa giàu thì cái kết quả của mình cũng là người chưa giàu thôi. Khi mà mọi người biết cách thay đổi, bắt đầu mọi người xoay chuyển cái cách làm việc của mình, cái cách hành động của mình, cái cách sử dụng tiền của mình, thì mình sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn. Thế thì cái cách làm thế nào từ không có tiền có thể tạo ra tiền, thì cái cách áp dụng rất là lâu và hiệu quả từ những cái thời xa xưa, đó là trích ra 1/10 thu nhập, hay là 20% thu nhập, 30% thu nhập để dành cho khoản đầu tư cho tương lai, hay còn gọi là trả cho chính mình nhỉ. Nếu như chúng ta không có nhiều, nhưng mà cái tối thiểu đó là chúng ta phải áp dụng 1/10 thu nhập. 10 triệu thì ít nhất chúng ta có thể để ra được 1 triệu để đầu tư cho tương lai. Nếu như chúng ta làm được những cái việc đó thường xuyên và đều đặn, chúng ta sẽ có cái sự dư giả hơn tất cả những cái người xung quanh chúng ta không làm được việc đó. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện cái điều đó là chúng ta đang thực hiện theo cái cách làm của những người giàu đấy anh chị. Chúng ta đang làm theo cái cách làm của những người giàu. Tại sao mình chưa giàu? Tại sao mình nghèo? Bởi vì mình không có kế hoạch xài tiền ý nghĩa. Mình không có cái cách vận hành tiền thông minh. Nên là ngày hôm nay chúng ta cần phải học. Thủy Nguyên cũng là con người Thủy Nguyên không biết cách quản lý tài chính. Đến khi 7 năm ở Việt Nam thì đi làm công ăn lương. Đến khi mà Thủy Nguyên đi Nhật, Thủy Nguyên có đúng 2 triệu trong tay. Có đúng 2 triệu trong tay để mà mình làm cái vốn để mình đi Nhật đấy chị. Và hầu như mà khi mà mình đi Nhật là mình phải vay toàn bộ hơn 100 triệu. Và trong vòng 6 tháng đi học là mình hầu như là mình không có tiền luôn. Vay toàn bộ luôn. Vậy thì mình nghĩ là nếu như bây giờ chỉ là biến cố, chỉ là những cái khoản đầu tư 120 triệu. Vậy thì nếu như sau này có những cái chuyện mà cần đến 1 tỷ 2 như vậy thì mình làm cách nào đây? Đó là lý do mà khiến cho Thủy Nguyễn phải đi tìm cái con đường để Thủy Nguyễn đi. Thì khi mà Thủy Nguyễn đã đi cái con đường đó và Thủy Nguyễn học là cái cách mà chúng ta trích ra cái phần thu nhập để bất di bất dịch dành cho các khoản tương lai là hoàn toàn là học là cần thiết luôn. Ngày xưa ông bà mình thường tích tiền để sao ạ? Để tiết kiệm phòng trừ rủi ro. Thì có phải là cái mục đích của cái đồng tiền đó là phòng trừ rủi ro, thì sẽ bằng một cách này hoặc một cách khác nó sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó để bắt mình sử dụng hết cái số tiền đó. Nếu như ngày hôm nay anh chị biết được rằng số tiền mình tiết kiệm được ở đây đó là tiết kiệm để đầu tư gia tăng tài sản, thì hiển nhiên là cái chuyện mình tiết kiệm nó có mục đích rõ ràng rồi. Bởi vì chúng ta sống nếu như thiếu mục đích thì mình sẽ không biết làm gì cả. Giống như cái con thuyền đúng không ạ? Cái con thuyền nó có thể đi đây về đó đây, nhưng nó không biết cái bến của nó sẽ không biết về đâu cả. Thế vậy thì cái số tiền ngày hôm nay chúng ta tiết kiệm, cái mục đích của chúng ta nó không rõ ràng và nó không nhất quán, thì là sao? Mình cứ bên đông bên tây đúng không ạ? Bên trên bên dưới bên nam bên bắc, và nó không có thể là đạt cái kết quả mình mong muốn. Nhưng cái số tiền ngày hôm nay cho dù mình kiếm được ít, mình kiếm được nhiều, nhưng cái số tiền bắt buộc để chúng ta đầu tư tương lai, nếu như chị làm được cái điều đó đều đặn, anh chị sẽ có một cái cuộc sống thực sự là giá trị và dư giả đấy ạ. Có thể là chúng ta thấy rằng 1 triệu, có thêm 1 triệu hay 2 triệu là cũng không giúp chúng ta có thể giàu hơn được. Nhưng nếu như anh chị tiết kiệm được 1 triệu đến 2 triệu hoặc là nhiều hơn nữa tùy theo anh chị,
Thì anh chị thấy ạ, ít nhất anh chị còn có thấy cái tương lai của chúng ta nó mở cửa, nó mở rộng được cái tương lai của chúng ta. Chúng ta còn có một cái sự kỳ vọng vào tương lai. Thay vì chúng ta làm đến đâu chúng ta tiêu hết đến đấy, chúng ta chẳng biết tương lai 5 năm nữa, 10 năm nữa mình có cái gì. Bởi vì khi mà chúng ta kết thúc cuộc đời làm kinh tế, mình quay lại mình cũng chẳng có cái tài sản nào cả. Bởi vì cái thời còn trẻ mình không có xây, mình không có gieo trồng cái cây đó, không có trồng cái cây của cái sự giàu có. Đến khi mà chúng ta có tuổi rồi, chúng ta nghỉ cái tuổi lao động rồi, thì mình chẳng có cái cây gì để mình hái, chẳng có cái cây giàu có nào để mình hái quả giàu có cả. Thế nên là nếu như anh chị muốn cái quả tương lai của mình là cái quả giàu có, thì chúng ta hãy gieo cái nhân ở hiện tại bây giờ. Ngay lập tức chúng ta hãy gieo nhân hiện tại. Bởi chúng ta để chúng ta mới có quả tương lai. Còn ở hiện tại ngày hôm nay, nếu như ai đó mà chưa giàu có, chưa thành công, chưa đạt được ý nguyện mình mong muốn, thì là do cái nhân ở quá khứ của chúng ta chưa gieo đúng. Thì Huyền sẽ chỉ cho anh chị cái con đường để chúng ta làm được điều đó một cái cách rất là dễ dàng. Bởi vì Thùy Nguyễn làm được thì không có lý gì là anh chị không làm được. Thùy Nguyễn là làm công ăn lương 12 năm, đi làm công nhân may. Từ một con người không có tư duy, không có kiến thức, tiền bạc không có, mối quan hệ không có, và thiếu thốn đủ mọi thứ. Nhưng giờ đây thì Thùy Nguyễn đã thực sự là cảm thấy rất là vui vẻ và happy bởi cái cuộc sống hiện tại của mình. Bởi những cái thứ gì mình đang có, đó là cái thứ, cái đích đến của mình. Nhưng tuy nhiên thì nó không có dừng lại ở đó, và Thủy tiếp tục, Thủy đang trao cái giá trị này cho cộng đồng. Đó, thì anh chị thấy rằng chúng ta, khi mà chúng ta đến với cuộc đời này, Chúng ta sẽ có rất là nhiều các nhiệm vụ chúng ta cần phải thực hiện, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cảm ơn cuộc đời này. Chúng ta cảm ơn cuộc đời này vì chúng ta cảm thấy rằng mình rất là may mắn khi mình may mắn hơn 3 triệu anh chị em của mình. Là sao ạ? Khi mà chúng ta chiến đấu, khi mà chúng ta ở trong bụng của mẹ, đúng không ạ? Chúng ta chiến đấu với 3 triệu con tinh trùng, và chúng ta là cái con mà khỏe nhất, mạnh nhất, và chúng ta đi ra ngoài. Mà sao những anh em đồng đội của chúng ta còn gãy chân gãy tay, nhưng chúng ta là con người khỏe nhất, mạnh nhất, nên chúng ta mới có mặt ở cái trần thế này. Nên là chúng ta ra ngoài đời chúng ta sống, làm sao để sống một cái cuộc sống nó phải có khát vọng, phải có đam mê, phải có mục tiêu, phải có những cái năng lượng và có cái sự yêu đời cuộc sống. Chứ không phải là nhiều khi nhiều người sống cái cuộc sống mà cảm thấy là nó không có nhựa sống, nó rất là chán nản. Đấy, thế nên là chúng ta làm sao? Chúng ta phải thực hiện cái nhiệm vụ để chúng ta báo hiếu cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình là cái người mà đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình, đã cho mình cái cơ thể hình hài để chúng ta có được cái sự trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy thì Thùy Nguyễn cũng rất là mong muốn cái điều đó, để muốn báo hiếu cha mẹ của mình. Nhưng tuy nhiên cái điều đó chắc chắn trong thời gian rất gần nữa thôi, Thùy Nguyễn sẽ thực hiện được cái mục tiêu của mình với gia đình của mình. Còn ngày hôm nay đó là cái quá trình Thùy Nguyễn đang đi xây, đang đi trồng rất nhiều cây đó, cái cây của sự giàu có, để sau này Thùy có thể hái cái quả đó, Thùy có thể giúp cho chính gia đình của mình và cộng đồng ngoài kia. Đó, thì thực sự là rất là tuyệt vời. Và chúng ta có làm sao để chúng ta giúp cho những đứa con của mình cũng có một cái tư duy đúng đắn, cũng có được cái môi trường tốt, và con mình sẽ nhìn vào mình để học hỏi theo. Đấy, mình ước mơ là mình được đi du lịch, mình ước mơ là mình được đi làm những cái việc mà mình đam mê, mình cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng. Đấy, thế nên là cái việc ngày hôm nay mình thì biết được rằng là chúng ta cần phải học tập những cái tài chính, những cái cách quản lý vận hành tiền thực sự là quá quan trọng luôn. Đó, quá quan trọng. Thì hôm qua thì Thủy có được học về cái trò chơi Cash Funnel, là cái trò chơi tài chính cuộc đời, là cái cờ tỷ phú ấy chị, là cái trò chơi mà người giàu họ vẫn chơi. Và anh chị cứ tra trên mạng anh chị sẽ thấy ạ. Đây, cái này là Cash Funnel nha chị. Đấy, thì đặt mua cái bộ này trên Shopee. Trên Shopee là khoảng gần 500.000. Gần 500.000 thì nó có những cái, đây thì sẽ mở ra cho anh chị xem nhé. Nhiều ngày hôm qua thì thì có đăng một cái bài live, thì thấy là có một số comment rất là tiêu cực. Đó là các bạn cứ vẽ ra cái trò chơi này để dụ tiền của người khác. Nhưng thực sự là chia buồn với bạn ấy, bởi vì bạn ấy chẳng hiểu cái gì cả.
Em chào anh Tuấn nhá. Anh khỏe không anh Tuấn này? Thực sự là đôi khi mình không thể áp đặt cái mình biết nên những cái thứ mình chưa biết được. Bởi vì những cái thứ này anh chị còn chưa biết thì làm sao mà chúng ta khuyên người khác được, đúng không ạ? Ngày hôm nay là những anh chị biết, Thủy Nguyện biết, Thủy Nguyện chia sẻ với anh chị để làm sao chúng ta không có bị vấp ngã trong tài chính nữa. Bởi vì nếu như anh chị chơi cái trò chơi này càng giỏi thì ra ngoài đời anh chị càng trưởng thành, anh chị càng biết cách vận hành dòng tiền, anh chị càng biết nắm bắt cơ hội. Đó, thì trong cuộc sống của chúng ta nó cũng chỉ có khoảng 12 cái nghề nghiệp thôi. Đó, giúp việc nhà này, luật sư này, bác sĩ này. Đó, thì bác sĩ này, tài xế lái xe, phi công, nghề y tá, thư ký, giáo viên, kỹ sư, trình dược viên, giám đốc kinh doanh. Em chào anh Đoàn nhé. Tức là mỗi cái ngành nghề này thì nó sẽ có một mức lương khác nhau, và lương càng cao thì chi phí càng nhiều. Đấy, hay là cái nghề phi công này thì cái lương rất là cao. Đấy, nhưng cái chi phí thì rất là nhiều. Đúc kết lại cuối cùng nhìn sau chúng ta sẽ thấy một điều rằng lương cao hay lương thấp không quan trọng. Lương cao lương thấp thì chúng ta đều tự do tài chính hết, chứ không phải chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn tự do tài chính. Còn lương mà cao mà chúng ta không biết cách thì chúng ta vẫn nghèo bình thường. Đó là lý do mà chúng ta thấy những ca sĩ rất là nổi tiếng mà đến cuối đời họ chẳng có gì, đúng không ạ? Ca sĩ diễn viên nhưng thường tín, đúng không ạ? Michael Jackson nó cũng thế. Đó, rất là nhiều người từ rất là giàu có nhưng mà cuối cùng về tay trắng luôn anh chị. Đó, thế thì trong xã hội chúng ta có 12 cái thẻ nghề này, bởi vì đây là cái bộ môn của tỷ phú Robert Kiyosaki. Tỷ phú Robert Kiyosaki thì ông có tạo ra cái bộ game này. Bộ game này để cho mọi người chơi, thay vì ở quê thì chúng ta cứ chơi những cái trò chơi là vô bổ, đúng không ạ? Cờ bạc với các kiểu, thua cá, thì ở đây chúng ta chơi những trò chơi này để chúng ta giáo dục tài chính chất lượng. Thì chúng ta có các thẻ nghề và chúng ta có các cơ hội. Thì khi mà chúng ta chơi cái bàn chơi này, chúng ta sẽ bốc được các thẻ nghề. Đấy, các thẻ nghề và tương ứng với cái nghề của mình, và chúng ta cũng sẽ có những cái cơ hội. Đấy, đây là cái bàn cờ. Đây là cái bàn game anh chị ạ. Thực sự là thể hiện rất là may mắn khi mà mình được rơi vào team chiến lược mà là những anh chị đã đi trước ấy. Những anh chị đã đi trước họ chỉ cho mình biết cái cách để mình chơi cái trò chơi này. Thực sự là Thủy cảm thấy rất là biết ơn. Đó, thì đây chị nhá, đây là cái bàn game. Đây là bàn game thì nó hơi bị ngược, để Thủy quay cho mọi người nhá. Để Thủy sẽ quay mặt sau. Quay mặt sau cho chị. Đây thì sẽ quay cho mọi người, nếu như ai chưa biết thì chúng ta. Đây là một cái bàn game. Đấy, thì đây là gọi là card follow. Ở trong đây là, anh chị biết vòng tròn này ạ, là cái vòng rat race, cái vòng luẩn quẩn ý. Tức là chúng ta cứ sáng thức dậy, chúng ta đi làm và chúng ta trả hóa đơn. Và chúng ta thấy ạ, đến năm nay chúng ta đã thoát khỏi cái vòng rat race, đó là làm việc vì tiền và chúng ta phải lo lắng vì tiền. Bởi vì chúng ta cảm thấy là khi mà mình nghỉ làm việc thôi là mình cũng sẽ hết tiền, đúng không ạ? Mình cũng sẽ hết tiền. Thế thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, chị nhỉ, nó có rất là nhiều cơ hội. Cơ hội này, cách một ô lại có cơ hội một lần, là cái ô màu xanh này. Đấy, cơ hội này anh chị, cơ hội này, cơ hội. Chúng ta cũng sẽ có những cái paycheck, đó là chúng ta đi qua paycheck chúng ta sẽ được nhận lương. Chúng ta sẽ được nhận lương. Đấy, paycheck thì có 3 paycheck, chúng ta cứ đi qua ô này là chúng ta được nhận lương. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ là có những cái ô làm từ thiện. Có ô làm từ thiện thì chúng ta vẫn làm từ thiện bình thường như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta có những cái ô đơn đáp là chúng ta ô chi phí. Chi phí có những cái lúc mà chúng ta không mong muốn, nhưng mà nó chúng ta vẫn phải chi. Ví dụ như anh chị đi xe, xe của chúng ta hỏng thì bắt buộc chúng ta phải trả. Ví dụ 500, 1 triệu, 2 triệu thì chúng ta trả. Đó là chi phí. Chi phí không mong muốn nhưng mà nó tự nhiên nó xảy ra. Hay là những cái bữa tiệc mà anh chị đi chơi bạn bè là hết cả 1 triệu, 2 triệu. Hay là chi phí mua quần áo. Đó là chi phí phát sinh. Chúng ta vẫn phải trả bình thường. Anh chị thấy ạ, trong cuộc sống của chúng ta nó có quá nhiều chi phí, đúng không ạ? Quá nhiều chi phí. Và chi phí nhiều quá thì sao? Thì chúng ta tiêu hết tiền và chẳng còn tiền chúng ta đầu tư tài sản. Đấy, thì trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng có bao giờ chúng ta nhìn ra và chúng ta nắm bắt nó hay không? Hay là chúng ta chỉ tập trung vào cái tiêu sản và lương hàng tháng thôi?
thì đảm bảo là chúng ta chỉ tập trung vào lương hàng tháng và cái tiêu sản và cái những cái chi phí trong cuộc sống, và không có một ai, rất ít người quan tâm đến cái tài sản của mình trong tương lai. Bởi vậy nên mọi người không có kế hoạch đầu tư để mọi người tạo ra dòng tiền trong tương lai. Khi mà chúng ta không tạo ra dòng tiền thì chúng ta sẽ mãi ở cái vòng luẩn quẩn này thôi. Chúng ta ở cái vòng trong, đó là vòng rat race, chúng ta không thể thoát ra khỏi bên ngoài. Và khi mà anh chị thoát ra khỏi vòng ngoài này là những người có tài sản siêu lớn. Là những người có tài sản siêu lớn anh chị, đây, vòng ngoài đây. Ra vòng ngoài như chị Thủy chơi cho trời chơi về này, Thủy thấy là càng người có nhiều tài chính thì cái cơ hội đến với họ thường rất nhiều. Đấy, và họ thoát vào vòng này là họ rất là giàu có rồi, họ có rất nhiều tài sản rồi. Đó. Thế nên là cái trò chơi này Thủy nghĩ là anh chị chúng ta lên lên về để chúng ta mua cho con, mua cho các con của mình. Bởi vì nếu như con nhà con chúng ta biết chơi cái trò chơi này thì nó sẽ, chúng ta sẽ giáo dục về cái tài chính cho các cháu rất là tốt. Chào cô Giang nha. Đây thì Thủy sẽ phân tích một chút như thế này. Tức là anh chị ạ, người nghèo và người giàu khác lắm, khác nhau cực kỳ luôn. Khi mà cơ hội đến, khi những người mà chưa có tư duy, những người là người nghèo ấy, anh chị ạ, thì cái, họ thường nhất là họ rất là sợ. Đấy, họ rất sợ. Và cái hôm qua thì có một bạn khi mà bạn chưa mà chơi cái trò chơi này, bạn đấy tất cả các bạn chơi thì cái bạn đi mọi người đều nắm bắt cơ hội rất nhanh, bởi vì mọi người đã chơi trò chơi này rồi, giống như chúng ta đã thực tiếp chúng ta tham gia thị trường đầu tư rồi, nên là chúng ta biết được đâu là cơ hội, chúng ta biết được đâu là cạm bẫy. Còn một cái người mới nó hay lắm, bởi vì bản thân Thủy Nguyễn ngày xưa mới chơi cũng vậy mà, Thủy Nguyễn mới chơi Thủy Nguyễn cũng không dám nắm bắt cơ hội đâu. Đó thì cái bạn đó không dám mua bất cứ một cái gì cả. Thì hỏi bạn đấy ạ, thì công việc hiện tại của em bình thường em làm gì? Chào cô Giang nhé. Là cách nào mà nói tự tin thế? Giờ có muốn nói tự tin như cháu đi không nào, cháu dạy nhá, cháu chỉ. Đúng ạ, có cô Giang biết. Cô Giang là người ở gần nhà Thủy Nguyễn. Và hai cô cháu cũng đã học từ thuở nhỏ cho đến hết cấp 2. Thì cấp 3 có không học cùng nhau nhưng vẫn chơi cùng nhau. Thì có cô biết Thủy là người như thế nào, là người biết rất rõ Thủy là con người như thế nào và đã thay đổi ra làm sao, thì cháu nghĩ cô là người rõ nhất. Vậy thì cái động lực nào để giúp cho Thủy Nguyễn thay đổi như vậy, động lực nào mà để Thủy Nguyễn có thể trao cái giá trị cho cộng đồng như vậy, đó là một cái bí mật, một cái bí mật và không phải ai cũng nhìn ra được cái điều đó, đúng không ạ? Có thể nhiều anh chị khác không, chưa gặp Thủy thì có thể là mọi người chỉ nhìn thấy cái hiện nay của Thủy thôi, nhưng có những người ở gần Thủy họ sẽ nhìn thấy toàn tập từ khi mà Thủy còn học hết cấp 3, cái ngày đi làm, cái ngày đi Nhật và đến giờ phút này. Mọi người có thể đưa ra một cái nhận định và mọi người có thể nhận xét và đánh giá. Nhưng ở đây Thủy muốn chia sẻ một điều rằng như thế này. Tất cả chúng ta ai sinh ra rồi cũng muốn giàu có, muốn thành công, muốn tự do. Nhưng thực sự là chúng ta chưa chọn được cái con đường nào đi, nên là chúng ta cứ loay hoay ở cái cuộc sống hiện tại. Chúng ta không biết là mình lên nắm bắt cơ hội gì và cái cơ hội này nó có đúng hay không, không biết cái người này là cái người tốt hay người xấu. Và thật sự nó cứ như vậy, cái suy nghĩ nó chiếm của chúng ta quá nhiều. Chiếm của chúng ta quá nhiều, nhưng nếu như bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ quá nhiều như vậy, bởi vì cái tư duy của chúng ta nó đang rất là thấp. Nên là khi mà bất cứ cái gì đến, mình đều không nhận định được cái điều đó và mình mất quá nhiều thời gian để cân đo làm đếm với nó. Thế thì cái việc ở đây là chúng ta phải nâng tầm cái tư duy của mình lên. Nâng tầm tư duy thì sẽ nâng tầm tiền, tự nhiên là nó sẽ thu hút đến anh chị. Đó. Thì có phải là bình thường của những người đi làm công ăn lương giống Thủy ngày trước, đó là chúng ta chỉ là ăn, ngủ và đi làm, vậy là hết ngày. Không có mục tiêu lớn, không có những cái khát vọng vươn lên và chấp nhận cái cuộc sống an toàn. Và ngày xưa thì Thủy thường nghe có những người nói là hãy bằng lòng với những cái gì ở hiện tại. Cái câu nói đó nó chỉ đúng một lửa thôi anh chị. Nó chỉ đúng một lửa thôi, còn một lửa đằng sau. Hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, những cái thứ gì mình đang có và luôn biết được nó. Nhưng chúng ta phải liên tục phát triển và vươn lên tiến về phía trước, để chúng ta theo đuổi những cái đam mê, những cái khát vọng của mình. Nếu không anh chị tưởng tượng rằng cái cây mà chúng ta trồng mà nó lại bằng lòng với những cái gì nó đang có, bằng lòng với cái thân cây mà nó đang có, cái lơi đất mà nó đang có,
thì có phải là cái cây đó sẽ chết không ạ? Nó sẽ chết. Thì có phải là cái việc ngày hôm nay chúng ta hài lòng là chúng ta cảm ơn chúng những cái gì nó đang có với chúng ta, kể cả cảm ơn những cái biến cố đến cuộc đời chúng ta, cảm ơn những cái thành công đến cuộc đời chúng ta, thì có phải là chúng ta cảm ơn nó thì chúng ta mới có được cái tiếp theo không ạ? Đúng ạ, con người chúng ta càng biết ơn càng có đủ đầy tất cả. Và ai đó càng không có lòng biết ơn thì họ chẳng bao giờ nhận được cái gì cả. Giống như ngày hôm nay khi Thủy Nguyễn chia sẻ cái cơ hội sở của phần UAT cho mọi người, rất nhiều người nói là bạn đến với tôi, bạn định lấy cái gì của tôi, bạn được cái gì từ tôi. Thì Thủy xin chia sẻ với mọi người ấy, chưa biết là được cái gì hay không, nhưng một ai đó có suy nghĩ như vậy là họ đã xây một cái bức tường rất là cao để họ chắn những cái cơ hội đến với họ rồi. Tất nhiên là Thủy chia sẻ với mọi người, Thủy được rất nhiều. Đầu tiên là Thủy được cái thứ nhất là cái giá trị của mình trao đi và mình tăng trưởng phát triển của con người. Thứ hai là mình có thể giúp được cái những cái người khác, họ cũng có được cái cuộc sống mà họ mong muốn. Thứ ba là mình cũng có thể đạt được cái cuộc sống mình mong muốn. Nếu như bạn muốn có được cái thứ bạn muốn thì bạn phải giúp người khác có được những cái thứ mà họ muốn. Thì có phải Thủy muốn giàu có thì Thủy cũng phải giúp cho anh chị cũng đạt được cái đích đến, đó là sự giàu có không ạ? Có phải là ngày hôm nay Thủy Nguyễn chia sẻ những cái kiến thức về tài chính, những cái kiến thức về thị trường đầu tư thế này, thì có phải là anh chị đang học được cái điều mà anh chị đang cần không ạ? Anh chị sẽ ứng dụng được nó vào cái cuộc sống của anh chị. Thì Thủy đang trao giá trị đi, Thủy được rất nhiều, được rất nhiều loại lạc nên là Thủy mới làm. Thủy làm ở đây thì không hẳn là cái giá trị cuối cùng chỉ nhận về tiền đâu. Cái tiền nó là chỉ là cái công cụ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tiền nó sẽ đi cùng với cái giá trị thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì cái chúng ta có khoảng cái cuộc chơi của cái bàn game này nó có khoảng 65 cuộc đời. 65 tức là sẽ chia thành 2 hiệp, 35 cuộc đời và 25 đầu và 25 cuối. Thì con người chúng ta từ 0 đến 20 tuổi là chúng ta hầu như là chúng ta không phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Bố mẹ lo. Em chào anh Thất nhé. Vâng, em chào anh Đức Phạm. Anh Đức. Em chào chị Giang. Em chào chị Lan. Chúng ta có 25 đầu là chúng ta không phải lo lắng về cuộc sống. Có bố mẹ lo rồi, có ông bà bố mẹ lo rồi. Nên 25 đầu là cái năm chúng ta rất là thảnh thơi, chúng ta chỉ có ăn và đi học thôi. Hiệp 1 đầu tiên từ 20 tuổi đến 40 tuổi là cái hiệp mà chúng ta trải nghiệm. Nếu như ai đó càng trưởng thành nhanh thì có thể họ thành công ở ngoài tuổi 20 rồi. Ngoài tuổi 20 hoặc ngoài tuổi 30. Nhưng nếu như ngày hôm nay chị 40 tuổi chúng ta đã kết thúc lửa cuộc đời chúng ta, 30 năm cuộc đời chúng ta đã kết thúc, đúng không ạ? Thì chúng ta chưa có được cái thứ mà mình muốn là chúng ta phải xem lại xem mình đã làm gì, đúng không ạ? 40 tuổi mà chưa thành công, vậy thì do đâu, đúng không ạ? Vậy thì còn 40 tuổi đến 60 tuổi, vị trí là 35 cuộc đời tiếp theo. 35 cuộc đời tiếp theo thì anh chị thấy là đến năm 60 tuổi, cái lương của chúng ta đã giảm đi 30% rồi, chỉ còn 70% thôi. Vậy thì 20-30 năm tiếp theo nếu chúng ta không thành công là cuộc đời chúng ta thất bại luôn ạ. Thất bại luôn. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải có 3 cách để chúng ta tạo ra tiền. Một là chúng ta đi làm, chúng ta có tiền từ lương. Thứ hai là chúng ta mượn đòi bẩy ngân hàng. Thứ ba là chúng ta sell. Đấy, chúng ta sell. Đấy là 3 cách để chúng ta tạo ra tiền mặt. Thì theo anh chị, 3 cách đó, cái cách nào là cái cách khả thi nhất? Nhưng thì thấy là nó sẽ tùy thuộc vào thời điểm. Cái cách chúng ta đi làm, tiền lương, tiền mặt ấy, đó là cái cách, gọi là cái cách cái đầu tiên. Thì theo anh chị, cái cách mà chúng ta đi làm tiền lương, nó có nhiều tiền để chúng ta có thể gia tăng được nhiều không ạ? Cái công việc của chúng ta đi làm công ăn lương ấy, không, đúng không ạ? Tại sao có những người ta sell bất động sản, một miếng đất thôi người ta được đôi trăm triệu? Mình đi làm công ăn lương, mình một tháng mình được 10 triệu, 15 triệu. Đòn bẩy ngân hàng là sao? Là chúng ta sử dụng khi chúng ta cần thiết, và những người áp dụng cho những người làm kinh doanh, đầu tư, chúng ta muốn mượn đòn bẩy.
Và cái cách chúng ta sell là cái cách mà chúng ta kiếm nhiều tiền nhất, anh chị ạ. Thế thì anh chị thấy rằng hai vợ chồng mà tiết kiệm mà làm được 20 triệu một tháng, 20 triệu một tháng, mà anh chị thấy là khi mà chưa có con ấy, thì có thể để ra được 10 triệu. Nhưng khi có con rồi thì có thể là tiêu hết cái số tiền đó và dư không được bao nhiêu. Và con càng một đứa thì chi phí ít hơn, nhưng đẻ hai đứa chi phí này tiếp tục tăng. Nếu như ai đẻ ba đứa thì tiếp tục tăng chi phí. Lương thì đâu có tăng, đúng không ạ? Mà anh chị thấy là một đứa con sinh ra chúng ta phải nuôi từ lúc nhỏ, lúc lớn rồi ăn học, đại học, rồi rất nhiều thứ ở đằng sau. Thế nên là dựa vào cái mức lương ít ỏi từ cái việc thu nhập từ cái công sức của mình. Nếu như chị tưởng tượng một ngày nào đó mà anh chị không đi làm việc được nữa thì gia đình của anh chị sẽ như thế nào? Và Thủy rất nhớ cái câu nói của tỷ phú Warren Buffett, đó là nếu như bạn không học được cách kiếm tiền trong lúc ngủ thì bạn sẽ phải làm việc đến hết cuộc đời này. Anh chị thấy đúng không ạ? Thủy thấy điều đó rất đúng luôn và Thủy ngẫm và Thủy làm theo. Có thể là lúc mình chưa ngộ ra, mình cảm thấy làm gì mà đến nỗi ghê gớm như vậy, họ cứ dọa, đúng không ạ? Nhưng anh chị thử xem ạ, thử một lần biến cố xem, chúng ta cần đến vài trăm triệu, vài tỷ xem. Lúc đó mình ngồi đến giọng, ngồi đến khóc thôi. Thật sự luôn ạ. Đó là Thủy đã nghe rất nhiều cái câu chuyện và Thủy đã chứng kiến được rồi. Cái tài chính, cái tiền nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà nó cần dòng tiền. Nếu như anh chị chúng ta có 1 tỷ trong tay, Covid đến dịch vừa rồi thì chúng ta tiêu. Khi mà chúng ta giống, chúng ta thấy là nó, khi mà nó không có dòng chảy của tiền ấy, chúng ta tiêu nó hết. Giống như nước ở trong cái xô, anh chị lấy bao nhiêu là nó sẽ cạn bấy nhiêu. Tiền cũng vậy, anh chị rút ra bao nhiêu là sẽ giảm bấy nhiêu. Thế nếu như mà anh chị có cái đường ống dẫn tiền thì anh chị tiêu nó lại có. Và Thủy tin rằng tất cả những anh chị ngày hôm nay chúng ta đang đi làm công ăn lương, trong ai cũng có một cái nỗi lo, đó là nếu như mình một ngày hôm nay mình nghỉ là mình mất trên cần 500.000, mất trên cần 1 triệu. Và nếu như mình đi du lịch mình lại mất cả mấy triệu, mình cả bỏ mất cả tiền đi nữa. Và nhiều khi mọi người tiếc không dám đi và đi chơi trong cái sự lo lắng, trong cái sự là tháng này tiêu âm nhiều như thế này thì đến tháng sau lạm phạm lạm vào thì làm gì, thì lại không đủ tiền tiêu tháng. Và nó cứ như vậy, nó cứ quanh quẩn hết ngày này qua ngày khác. Và mãi lại chúng ta đã qua mất 5-7 năm cuộc đời rồi. Nó đã qua mất 5-7 năm cuộc đời mà chúng ta không hề hay luôn ạ. Mỗi người chúng ta cũng chỉ có 24 tiếng thôi. Thế thì làm thế nào để chúng ta dùng cái tiền đó? Tại sao có những người kiếm được tiền tỷ, có những người kiếm được cả 100 tỷ, nhưng mình 24 giờ đó có những lúc mình chẳng kiếm được cái gì và chẳng làm được một cái điều gì mà mình cảm thấy nó ý nghĩa cả. Mình lướt TikTok một phát 2 tiếng đồng hồ, lướt Facebook xem video ngắn cái cũng 30 phút 1 tiếng đồng hồ, buôn nói chuyện phiến với bạn cũng mất 30 phút đồng hồ. Thật sự là không việc không tên luôn. Việc không tên luôn là chị. Kể cả ở nhà cũng vậy. Chúng ta có thể là người phụ nữ chu toàn của gia đình, nhưng nếu như chúng ta chỉ lo cho gia đình, chúng ta làm cái việc nhỏ nhắn trong gia đình mà chúng ta lại không tạo cho mình cái sự nghiệp nào đó, thì chúng ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái người chồng, người vợ của mình. Để thì kể cho anh chị việc tất cả anh chị đang gặp cái điều đấy. Tức là sáng thì chúng ta lo cơm cháo cho con là rất đúng rồi, đúng không ạ? Cơm cháo cho con rồi chúng ta nhà cửa sân thềm, chúng ta cứ làm cái việc lọ cái kia, rồi trưa đến lại đón con đi học, rồi lại nấu cơm, rồi lại đưa con đi học. Và anh chị đấy hết một ngày luôn, không học tập phát triển bản thân được, không chọn cho mình một cái kênh đầu tư nào để mình làm. Đấy, đó là cái thứ mà chúng ta, khi mà chúng ta không phát triển bản thân, chúng ta sẽ không thể chúng ta nắm bắt được cái cơ hội ngoài kia đâu. Bởi vì cái cơ hội đó đến, nó cần chúng ta có tư duy. Đó, thì chúng ta ngày nay chúng ta hãy tập trung vào những cái thứ mà nó đẻ cho tiền cho chúng ta sau này. Là chúng ta phải tập trung xây cái dòng tiền thụ động, không tập trung vào tiêu sản quá nhiều. Có mua tất cả nó sẽ phục vụ cho cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta hãy xác định rằng mình thà vất vả 1 đến 2 năm nữa còn hơn là cả cuộc đời về sau mình lúc nào mình cũng vất vả trong cơm áo gạo tiền. Nếu như ai đó chọn cách bắt tiền làm việc cho mình, đó là cách thông minh đấy ạ.
Còn nếu như ai đó, mặc dù bây giờ chúng ta vẫn đang làm việc vì tiền, nhưng nếu như sau này chúng ta vẫn không có con đường nào, chúng ta vẫn chọn làm việc vì tiền, đó là chúng ta chưa thể nào thoát ra khỏi được cái vòng rat race. Bây giờ tất cả chúng ta vẫn đang đi làm việc vì tiền ấy ạ, Thủy cũng thế. Nhưng bên cạnh đó Thủy đang xây cho mình một cái dòng chảy của tiền rất lớn ở tương lai. Ngày hôm nay chị chỉ nhìn thấy Thủy đi làm thế này thôi, nhưng ở bên cạnh đó Thủy sẽ đang có một cái khối tài sản rất lớn, đó là cổ phần của WT. Và anh chị được nghe cái câu chuyện của một người chị đấy, thì hôm nay Thủy lại kể cho anh chị nghe. Có một người chị ở Hà Nội, thì hôm qua Thủy cũng đăng video đấy rồi đúng không ạ? Là người chị này khi mà được một người giới thiệu đất cho một cái người bạn, và chị này thì chị có khoảng 300.000 cổ phiếu của VinFast, và lúc chị mua chỉ có 0,02-0,03 đô thôi, và chị đang rất là cần tiền. Chị nói là bây giờ là tôi muốn thanh khoản cái tập tài cổ phiếu này với cái giá là khoảng 1,5 đô. Thì và chị này chị mới muốn mua thì chị lại rủ chung một cái người bạn của chị đó là mua, mỗi người là tức là cái giá là nó là hơn 100 triệu đấy, thì chị bỏ ra 54 triệu. Anh chị tin không ạ? 54 triệu. Khi mà VinFast IPO, chị nhìn thấy là ngày đầu là 17 đô, ngày thứ hai là hơn 30 đô, ngày thứ ba đó là hơn 30 đô, và chị đã chốt ở cái giá 39 đô trên một cổ phiếu. Và cái lúc chị mua là chị chỉ có 1,5 đô thôi, nhưng chị đã bán được ở 39 đô, gấp hơn 30 lần. Đấy, rất là gấp hơn một nửa đúng không ạ? Gấp rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, thì là gấp rất là nhiều chứ, từ 1 đô mà thành 39 đô. Đấy, gấp đúng là hơn 30 lần thực sự anh chị ạ. Từ 54 triệu mà thành 1,4 tỷ. Đó, thế là ngày hôm nay chị thấy là cái việc mà từ cái số vốn nhỏ mà có thể bứt phá lên một cái tài sản lớn, nó hoàn toàn có thật. Chẳng qua là chúng ta chưa nhìn nhận cái mặt của cơ hội thôi, chưa phân biệt được cái đâu là cơ hội và đâu là không phải là cơ hội. Cơ hội thường lấp ló trong những cái rủi ro. Thế thì cái câu chuyện mà từ người nghèo, từ cái công nhân bảo vệ, hay là từ những nhân viên vệ sinh môi trường cũng có tài sản là 35 tỷ đồng, hoàn toàn là có thật luôn. Thế thì khi mà Thủy chia sẻ với WT, chị thấy nhiều người còn không tin là từ 6,5 triệu, 17.000 cổ phần sau này có thể thành 500 triệu. Mọi người không có tin. Nhưng mà khi mọi người đã tin ấy, thì mọi thứ đã quá muộn rồi. VinFast anh chị cũng biết đúng không ạ? Và bác Phạm thì vợ bác có nói là chúng tôi sẽ theo đuổi VinFast cuối cùng đến khi hết tiền thôi. Tức là một người ta dành tâm huyết rất lớn cho cái sự nghiệp của ông, và cái tâm huyết ông dành cho cái xã hội chúng ta. Đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng là công nghệ UNT cũng thế. Đó là một cách mà để chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã được sở cái cổ phần ở cái giá rất là rẻ. Đó là cái cơ hội kim cương, cơ hội vàng cho những anh chị chúng ta. Chúng ta muốn thoát nghèo, và chúng ta muốn vốn ít mà chúng ta cũng có thể tăng trưởng được số tài sản lớn như chị ở Hà Nội. Tại sao chị ở Hà Nội đó, thiếu qua chị cũng không chia sẻ tên, nhưng ở trong cái buổi các follow đó thì chị cũng đã chia sẻ. Tức là như thế này, chị là người có học và chị là người cũng là dân đầu tư. Khi là dân đầu tư ấy thì họ biết đâu là cơ hội đầu tư, họ biết đâu không phải là cơ hội đầu tư. Tại sao thì Nguyễn lại chia sẻ cho anh chị biết về cái game này? Thì khi mà cái game này nó sẽ có những cái thẻ cơ hội như thế này. Nó có về bất động sản, nó có về cổ phiếu, có về trái phiếu, có về quỹ hỗ tương, và rất là nhiều các cơ hội khác. Nhưng nếu như chúng ta không có kiến thức về đầu tư, chúng ta chưa hề chơi cái trò chơi về game, về tài chính như thế này, thì chúng ta không biết ở ngoài kia là có những cái cơ hội như thế nào. Thì khi mà Thủy Nguyễn biết là Thủy Nguyễn chơi cái trò chơi này, Thủy Nguyễn là cổ phiếu của ONIU đó là giá 1 đô. Thủy biết là đây là cơ hội rất tốt, và Thủy mua cơ hội này. Và tiếp theo cổ phiếu của ONIU 5 đô. Tất nhiên là nó sẽ cùng thời điểm, có những người mua 1 đô, có những người mua 5 đô. Và cổ phiếu của OK4U đó là cũng 1 đô. Nhưng mình không biết cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu có thể lên sàn trước. Nhưng chúng ta hãy cho phép mình nắm bắt cơ hội, để đến khi mà mọi thứ nó thành công, chúng ta còn có cái tài sản để chúng ta tăng trưởng lên.
Thế thì chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận đến cái này rồi, chúng ta biết được, chúng ta hiểu được cơ hội. Thế nên anh chị thấy ạ, anh chị cứ ngồi gần những cái người mà đã chơi cái trò chơi cờ tỷ phú như thế này. Họ chơi nhanh lắm, họ ra vòng nhanh lắm anh chị, họ nắm bắt cơ hội rất là nhanh. Và khi mà họ nắm bắt cơ hội nhanh ấy, cái tài sản của họ bật rất nhanh, và họ hầu như có các cơ hội đến là họ nắm bắt cơ hội rất lớn, rất nhanh, và họ không còn cơ hội cho những người nghèo nữa. Đó là lý do chúng ta thấy là từ trước những cái năm về trước, trước nữa đó, chúng ta thấy cơ hội làm giàu không đến những người nghèo. Đó là lý do người giàu họ lắm hết cơ hội. Có cơ hội gì ngon họ lắm hết cơ hội, nó không đến được chúng ta. Đấy, đến khi mà ngày hôm nay chúng ta thấy là cái kinh tế của xã hội chúng ta đang mở cửa, đó sang các cơ hội ra đến nhiều chúng ta, đến những cái người bình thường chúng ta có cơ hội. Nếu như anh chị không biết về lĩnh vực cổ phiếu, anh chị cũng không biết là cổ phiếu nào là cái cổ phiếu giá rẻ, và cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu mà nó có thể tăng trưởng. Nhiều khi anh chị thấy là 10 đô anh chị còn đi mua, tức là nó đã IPO rồi, hoặc là 40 đô. Đấy, 40 đô thì tưởng tượng như là ở Việt Nam mình 40.000 ấy. Thì lên cao thì là mọi người lại đi mua. Cái lúc thấp mọi người là sợ rủi ro làm mất tiền, lại không dám mua. Nhưng cái lúc thấp ấy, nếu như anh chị mua được ở cái giá rẻ như vậy, thì cái sức bật của chúng ta mới lớn, đó mới là cơ hội của những người nghèo. Còn đến khi mà nó lên sàn rồi, đó là cơ hội của những người giàu. Chúng ta không bao giờ có cửa nữa đâu. Người ta nói là rẻ không mua thì đất lấy gì mà bán, đúng không ạ? Xanh đỏ không mua thì xanh lấy gì mà bán. Đó, thế là chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có biết là chúng ta có lên mua những cái trái phiếu hay không. Đâu là cái cơ hội mà tạo cho chúng ta cái đòn bẩy mạnh nhất. Và Thủy chơi cái trò chơi này và Thủy nghiệm cả về những cái cơ hội đấy đã xảy ra trong quá khứ, thì Thủy thấy rằng chúng ta có rất nhiều các lĩnh vực đầu tư, nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đầu tư vào một cái thương vụ mà bản thân chúng ta có khả năng để làm, mà là có thể tăng trưởng và bứt phá lên một cái sự thành công rất là lớn. Thì Thủy chỉ thấy là cổ phiếu của doanh nghiệp, và chúng ta lại được biết đến một cái doanh nghiệp mà cái tiềm năng rất lớn, nhưng chúng ta lại mua ở giá rất rẻ, thì anh chị sẽ thắng lớn luôn. Anh chị biết ạ, khi mà Thủy chơi trò chơi này, có những khi mà Thủy mua cái cổ phiếu này nó chỉ có giá khoảng 1 đô, mà Thủy mua 1 đô, thì khi mà mua 1 đô thì khi em bị lên sàn là giá 40 đô. Đấy, 40 đô tức là từ 1 đô thành 40 đô, 1.000 cổ phiếu là được 40.000 đô rồi. Thì khi mà chúng ta dùng đòn bẩy, anh hiểu à? Đấy, để họ đang đặt ở trên Shopee cho, gửi về địa chỉ cho anh. Tức là khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta có cái đòn bẩy, đó là cổ phiếu doanh nghiệp, chúng ta mua giá rẻ, xong thì chúng ta bán đi. Chúng ta bán đi và chúng ta mua những cái cơ hội lớn hơn, đó là bất động sản tạo dòng tiền. Còn nếu như mà anh chị có được một cái doanh nghiệp nào đó mà nó lại trả cái cho anh chị cái tiền cổ tức, mà cái giá cổ phiếu của anh chị cứ tăng trưởng, thì anh chị lại để đó anh chị nhận cổ tức. Đấy, có rất nhiều cách để chúng ta kiếm tiền. Ngày xưa thì Thủy Nguyễn còn không biết, nhưng bây giờ Thủy Nguyễn có biết rất nhiều cách để chúng ta kiếm tiền, và biết rất nhiều cơ hội ngoài kia. Thế thì ví dụ như cái cơ hội mà mua một đô thì trong cái bàn chơi đó thì có những người thì họ chơi họ rất là mạnh mẽ, có những người thì không dám mua bất cứ một cái cơ hội nào. Thì tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì những người chơi rồi, những người nhanh tay là họ đã chơi rồi, hay là họ đã có kinh nghiệm kiến thức trong thị trường rồi, nên họ nắm bắt rất nhanh. Tại sao anh chị nói là những người kinh doanh và đầu tư họ rất là nhanh nhạy, cái đầu óc họ rất là lẩy số. Còn những người làm công ăn lương thì sao? Họ lúc nào họ cũng sợ hãi, họ co mình lại, họ sợ mất mát, họ sợ rủi ro, họ sợ mất tiền. Nên là khi cơ hội đến là lương thì lấy là ví dụ lương được 10 triệu. Nếu như mình đầu tư thì tháng nay mình ăn bằng cái gì nhỉ? Mà mình bây giờ mình vay thì mình lấy gì mà trả? Thì thôi, không đầu tư nữa. Đó, thì khi mà ít tiền thì không đầu tư nữa. Nhỡ đầu tư mất thì sao? Và khi thì sao ạ? Khi cơ hội đến, chị mau hôm nào đến Bắc Giang đi, em chỉ chị, em biển và em bonus cho chị 3 ngày để em chỉ cho chị chơi giỏi trong trò chơi này.
Ok không chị? À, khi mà cơ hội đến nhá, thì những cái người họ không dám, thì họ để im cho người khác trôi qua. Tức là họ chỉ làm giám khảo, họ chỉ làm giám khảo quan sát thôi. Khi làm giám khảo quan sát đó thì cuộc đời vẫn cứ trôi mà, đúng không ạ? Thị trường vẫn cứ đi, cuộc đời chúng ta vẫn cứ trôi. Thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà thị trường lên ạ? Thị trường lên thì những cái người mà 1.000 đô, họ bỏ ra 1.000 đô họ đầu tư, thì cái tài sản họ mặc đã được 40.000 đô khi nó lên giá rồi. Nhưng cái người mà không làm ấy, cuộc sống họ vẫn phải chi tiêu, họ chẳng có cái gì cả, đúng không ạ? Nhưng cái người kia thì họ đã bứt lên một cái tầm rất xa, và lúc đó họ mua rất nhiều tài sản. Nhưng cái người còn lại thì sao? Tiền vẫn chưa đủ tiêu, đúng không ạ? Vẫn vậy mà cái cách làm đó là cách làm cũ, thì cái kết quả cuối cùng vẫn cũ, họ vẫn chưa có một cái gì cả, trong khi đó người ta đang giàu lên. Đấy, thì tại sao ạ? Có rất nhiều bài học trong cái trò chơi này. Thế thì tại sao có những người mà họ dám mượn đòn bẩy ngân hàng để họ đầu tư, họ kinh doanh? Thì chúng ta thấy rằng một người kinh doanh ấy, có phải là người ta có đủ tiền để họ vận hành cái doanh nghiệp của họ không? Không, đúng không ạ? Họ phải mượn đòn bẩy từ ngân hàng, họ mượn rất nhiều đòn bẩy, họ thậm chí là doanh nghiệp của họ mở ra họ chỉ có một số vốn nào đó thôi, còn đâu họ phải mượn. Thế thì có một cái thực trạng ở đây là nhiều khi mọi người là không dám mượn ngân hàng, không dám mượn ngân hàng. Tại sao mọi người dám mượn ngân hàng để mua đất được, nhưng mà khi mà cơ hội đến chúng ta không có một đồng nào, mà chúng ta lại không dám hành động để chúng ta đạt được cái cơ hội đó? Ở đây thì Thủy không có cổ xí mọi người là mọi người lại đi vay, nhưng ít nhất là chúng ta khi mà cơ hội, thời cơ đến, chúng ta phải nắm bắt nó. Còn nếu như chúng ta chưa có tiền, bởi vì sao? Chúng ta chưa bao giờ có cái sự chuẩn bị cho cơ hội. Khi cơ hội đến là đa phần là chúng ta không có tiền. Không có tiền thì cơ hội là vẫn trôi qua, đúng không ạ? Cơ hội trôi qua thì nó cũng sẽ mất thôi. Thế thì bây giờ chúng ta mượn tiền chúng ta đi kinh doanh được, chúng ta mượn tiền chúng ta đi chơi được, chúng ta mượn tiền của bạn bè chúng ta đi ăn được, chúng ta trả nợ được. Nhưng bây giờ cơ hội đến thì chúng ta lại không dám tìm cách để chúng ta có được cái cơ hội đó. Thì có phải là người ta nói là khi bạn khát khao đủ lớn thì bạn tự tìm cách, bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, bạn không muốn thì bạn sẽ tìm lý do, và lý do nào cũng đúng cả. Thì anh chị thấy rất là đúng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta mượn ngân hàng hay mượn của bạn để chúng ta lắm bắt cái thời cơ đó, và chúng ta định nghĩ mà rằng là sau này tôi thành công chắc chắn tôi sẽ trả bạn rất là nhiều. Bởi vì so với cái số tiền ngày hôm nay và sau này cái số tiền mà chúng ta đạt được ấy, nó sẽ gấp rất là nhiều lần. Đấy, nhưng ở trong cái trò chơi này chúng ta hãy cứ dám chơi đi, chúng ta dám thất bại trong trò chơi đi, chúng ta lắm bắt thật nhiều cơ hội để chúng ta có nhiều bài học trải nghiệm, thì ra ngoài đời chúng ta sẽ rất là cứng, chúng ta sẽ không bị mắc cạm bẫy ở bên ngoài nữa. Anh chị thấy không, thời buổi này cá độ bóng đá, trò chơi cờ bạc online, sân sàn tài chính quá nhiều như vậy. Nếu như chúng ta không có một cái lối tư duy chuẩn, chúng ta không biết là tiền của mình vào đâu mới tạo ra giá trị, mới tạo ra nhiều tiền, cổ suý theo mấy cái trò đấy và rơi vào mấy cái trò đấy, thì sao? Cuối cùng cũng mất hết, chẳng có cái gì cả. Thế nên là chúng ta hãy học cách của người giàu. Chúng ta học cách của người giàu, thế nên là chúng ta sẽ giàu. Đấy. Còn tất nhiên là sợ thì ai cũng sợ mà. Bởi vì bản thân Thủy Nguyễn cũng, ai cũng sợ mất tiền. Nhưng cái tiền mình kiếm được đâu phải là những cái tiền tự có đâu, mà làm cả một cái sự nỗ lực cống hiến của mình. Thì anh chị thấy trong cái trò chơi này, nhiều khi mọi người tiết kiệm được, bình thường mọi người tiết kiệm được 20 vàng, đúng không ạ? 20 vàng. Nhưng anh chị thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu thế giới này toàn giữ vàng, tiền toàn đổ vào vàng. Tiền đổ vào vàng thì cái vàng đấy nó có tạo ra sản phẩm không anh chị? Nó không tạo ra sản phẩm. Nếu như tiền của chúng ta mà đầu tư vào các doanh nghiệp đấy tạo ra sản phẩm, thì có phải cái đồng tiền của chúng ta nó sẽ luân chuyển, nó sẽ tạo chúng ta rất nhiều tiền không ạ? Thế nên là chúng ta phải biết được cái kênh nào đầu tư mà giúp chúng ta tạo ra nhiều cái tài sản và dòng tiền nhất.
và giúp chúng ta đạt được cái ngưỡng cửa cao nhất. Em chào anh Sơn Trần. Đấy, còn nếu như chúng ta mua vàng thì nó là cái khoản để dành thôi. Nếu như mà ai cũng mua như vậy thì cái kinh tế sẽ rất bị trì trệ. Tại sao Bắc Vượng lại tạo ra một cái hãng ô tô điện như vậy? Một là các Vinhome đúng không ạ? Tại sao vậy? Tức là tạo ra cái dịch vụ sản phẩm đó, bản chất là tạo ra cái sản phẩm mà cho người sử dụng và tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người khác. Đó mới là cái đồng tiền giá trị. Đầu tư vào đó mới là đầu tư dòng tiền giá trị. Chứ không phải là chúng ta cứ giữ tiền, hoặc là chúng ta lại gửi ngân hàng, hoặc chúng ta lại mua những cái thứ mà nó không giúp cho mình có một cái tài sản tương lai. Hãy xem là cái thứ nào là cái thứ tạo dòng tiền cho mình. Đấy. Chúng ta thấy rằng là người giàu ấy, họ là mắt cơ hội rất nhanh, rất là khó thay đổi chúng. Còn người chưa giàu ấy, thì họ rất là chần chừ khi đưa ra quyết định, nhưng họ rất dễ thay đổi chúng. Dễ thay đổi chúng vô cùng anh chị ạ. Thế thì cái câu chuyện ở UST hiện nay nó đang là một cái, cũng đang là một cái những cái thực trạng hiện nay mà chúng ta thấy là rất nhiều người đang còn không tin vào nó. Nhưng mà anh chị thấy rằng là những cái thứ mà nó mập mờ như vậy, nó đôi khi nó lại tạo cơ hội chúng ta, nhưng lại dựa trên những cái phân tích đánh giá. Bởi vì cái gì có tốt đến bao, tốt đến mấy trong nữa cũng chẳng ai ủng hộ nó tất cả mà. Apple vẫn nói xấu rất nhiều. Đấy. Bác Hồ chúng ta đúng không ạ? Còn bao nhiêu phản động và vẫn còn trà đạp lên Bác Hồ chúng ta. Trong khi Bác Hồ chúng ta cứu cả cái dân tộc Việt Nam chúng ta giành được độc lập tự do. Cả thế giới biết đến tên tuổi của người, cả đất nước Việt Nam biết đến công ơn của người. Vậy mà còn một số thành phần phản động họ phản động đúng không ạ? Thế thì cái công nghệ của chúng ta nó là chuyện bình thường, nên là chị phải cảm ơn những người mà đã từ chối đó cho mình cái cơ hội đấy. Nếu mà ai đồng ý thì chúng ta làm gì còn cơ hội. Thì khi mà Thủy biết được là bắt buộc để mà chúng ta phải đầu tư để chúng ta tạo cho chúng ta nhiều tiền và nhiều dòng tiền. Em chào anh Nam. Em chào chị Kim Thị Unicai. Em chào anh Trần Dũng. Xin chào Thùy Dương. Em chào anh Mùa Của. Em chào chị Ngô Hải. Em chào chị Kim Thoa. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Có thể là Thủy Nguyễn cũng không phải là chuyên gia, là diễn giả gì đây cả, mà Thủy Nguyễn dùng những cái kiến thức mình học được, mình trải nghiệm được, mình chia sẻ cho tất cả anh em thôi. Anh em nhà mình ai học được cái gì thì nhà mình cứ học đó. Còn đâu là cái chúng ta sẽ làm sao chúng ta phải biết tầm quan trọng của việc đầu tư và tại sao chúng ta phải đầu tư và đầu tư cái gì mới là quan trọng, đúng không ạ? Tầm quan trọng tại sao phải đầu tư thì Thủy cũng đã phân tích rồi. Đầu tư cái gì chúng ta cũng cần phải xem xét và dựa trên cái tiêu chí đánh giá. Nhưng Thủy vẫn nói với mọi người, hãy đầu tư dựa trên những cái tiêu chí và dựa trên những cái phân tích đánh giá, và thực sự đó là phải là cái đích cuối cùng của chúng ta là phải đích đến của sự tự do và tài chính. Đó. Đích đến của sự tự do thì chúng ta mới đạt được cái kết quả cuối cùng. Thật sự là nếu như anh chị chúng ta chưa chơi, chúng ta lên chơi trò chơi còn thì cũng một lần nhé. Chúng ta chơi và sau này chúng ta cho cả con của mình chơi nữa. Lên chơi. Đấy, lên chơi cờ tỷ phú một lần. Không chơi thì anh chị hơi tiếc. Chơi một lần cũng chưa có giỏi đâu. Mình phải chơi càng nhiều lần. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta đâu có phải là một thứ mình làm một lần đâu. Mình làm một lần mình đâu có thể giỏi được. Mình phải làm nhiều lần. Đấy, mình làm nhiều lần. Đấy, còn anh chị nào chúng ta đến giờ phút này thì nếu như anh chị nào mà đang có một cái tài sản đó là cổ phần của doanh nghiệp Unicai thì Thủy xin chúc mừng tất cả anh chị. Đấy, anh chị mà có xin chúc mừng nhé. Chúc mừng vì chúng ta đã có những cái tài sản mà cực kỳ giá trị trong tương lai. Em cảm ơn chị Hiền Dương nhé. Thì bởi vì Thủy Nguyễn cũng đã nhìn ra được cái tầm nhìn
của tương lai, về cái tương lai của mình, nên Thủy Nguyễn bắt buộc phải thay đổi cái chiến lược làm của mình. Mình không thể mình đi làm công ăn lương cả đời được. Mình phải thay đổi và mình phải giàu có. Mình phải làm được một cái giá trị nào đó. Nên là khi mà Thủy ở Nhật về là Thủy, em chào anh Thú nhá. Anh Thú là mua các follow về cho con chơi, gia đình chơi. Em chào anh Danh Nê. Cả mình mà không nghe được thì có thể xem lại buổi live của Thủy Nguyễn nhé. Tại sao người ta nói là cái cách bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, bằng cách bạn vận hành nó và nhân nó như thế nào. Đấy, nên là nhân tiền quan trọng lắm luôn ấy. Thế nên là có những người thì từ nghèo khó họ cũng trở nên giàu có mà. Không quan trọng bạn xuất phát điểm nào, quan trọng bạn có khát khao, bạn có khát vọng giàu có thì bạn kiểu gì bạn cũng đạt được tự do tài chính. Chỉ sợ khát khao của bạn nó nhỏ quá thôi. Còn đến với UAT hiện nay thì nó là một cái duyên rất lớn rồi. Duyên rất lớn và nó cũng rất là, trong những cái khoảnh khắc rất là tình cờ mà Thủy gặp được nó, cũng như là Thủy đó nhận được cái cơ hội này. Và Thủy cũng muốn chia sẻ cái điều này cho rất nhiều anh chị khác, và mọi người cũng đã đón nhận được cái cơ hội này. Và thực sự nếu như anh chị nào là người tìm hiểu kỹ ấy, thì mọi người có một cái tình yêu rất lớn về nó. Và cái giá trị ngày hôm nay khi mình ở UAT không phải là mình tiền vì tiền nữa đâu anh chị. Đấy, nếu như chúng ta chỉ đến vì tiền thì chúng ta cũng lại ra đi vì tiền. Nhưng mà chúng ta đến ở đây vì cái giá trị vô cùng to lớn, và một cái giá trị chúng ta không thể nào chúng ta ngồi mà chúng ta có kể hết những cái giá trị mà chủ tịch của chúng ta mang lại cho cộng đồng. Đấy, chúng ta cái công nghệ này nó còn giải cứu được cả cái hành tinh của chúng ta. Đấy, không phải là chỉ một cái công nghệ giao thông đâu, mà nó còn cả một cái hệ sinh thái khép kín. Đấy, hệ sinh thái khép kín, và nó đều là những cái sản phẩm dùng cho cái cuộc sống của chúng ta. Đấy, bởi vì nếu chúng ta không chung tay lại, chúng ta không chung tay lại thì cái trái đất của chúng ta rất là nguy hiểm. Bởi vì chủ tịch có nói là cái sinh quyển này là một ngôi nhà chung của tất cả, của ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, và nó gọi là ngôi nhà chung không có phép ngăn. Đấy, vậy thì khi mà không khí ô nhiễm thì sao? Nó sẽ nó ở trên bầu khí quyển và nó sẽ ở khắp mọi nơi thôi. Đấy, không ở khu vực nào cả. Nên là hôm nay rất là vui vì chúng ta đã được giao lưu cùng với nhau. Đấy, ở trên cái phòng live này. Đấy, rất là vui khi có sự có mặt của tất cả anh chị. Và nếu như anh chị nào chúng ta mà chưa có cổ phần UST mà chúng ta chưa tin ấy, thì chúng ta nên dành thời gian để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Đấy, để sau này khi công ty UST chúng ta thành công rồi, chúng ta không bị hối tiếc bởi những cái việc mình biết là mình không làm. Đấy, con người chúng ta chỉ tiếc khi mà mất đi, chỉ tiếc nối về những việc chúng ta chưa làm được thôi, chứ không tiếc nối về những việc chúng ta đã làm. Nếu như cái câu chuyện mà sau này UAT chúng ta ai biết đâu chúng ta chẳng tức ấy, nó còn đeo bám những cái người mà từ chối cơ hội, và họ còn bị cảm thấy rất là hổ thẹn với khi mà người xưa từ chối ngăn cản. Đấy, tại vì sao cái câu chuyện cổ tức thì nó lại năm nào nó cũng lặp lại, mà đến khi mà anh chị biết đến nó rồi mà anh chị lại từ chối, anh chị lại không có mời cổ, thì năm nào người ta cũng nhận được cổ tức và anh chị vẫn phải đi cày, vẫn phải đi làm để chị kiếm tiền để chị trang trải cuộc sống. Trong khi đó họ đã nhận cổ tức rủng rỉnh, họ đi chơi, họ dành rất nhiều thời gian, họ đi rồi, đi vừa cùng với những người thân của họ. Đấy, họ làm những cái việc họ thích. Nhưng mà chúng ta biết đến mà chúng ta không có cổ phần nào thì đó là cái điều vô cùng đáng tiếc của chúng ta. Nên là ai đó mà chưa có cổ phần thì có thể là liên hệ với những người đã chia sẻ cơ hội cho mình, hoặc là có thể kết nối với Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn sẽ giúp cho anh chị có một cái kênh đầu tư đúng. Đấy, để chúng ta có thể gửi gắm cái đồng tiền của mình để có thể tạo ra chúng ta nhiều tiền trong tương lai. Còn đấy là không phải gửi tiền cho Thủy đâu anh chị nhá. Không phải gửi tiền cho Thủy, mà Thủy chỉ cho anh chị cái biết đến cái cơ hội thôi. Đấy, còn việc Thủy là người kết nối, còn anh chị sẽ làm việc trực tiếp với công ty. Đấy, anh chị dám đánh đổ 6 triệu rưỡi để anh chị có một cái sổ lương hưu trọn đời, hay là anh chị chấp nhận cả cuộc đời sống trong cái cảnh nghèo khó và túng thiếu như vậy. Đấy, cơ hội là chỉ đến với một lần, và chúng ta ai là người có thông tin, ai là người dám làm, ai là người nắm bắt thì người đó sẽ rất thành công. Đó. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trong quá trình mà thì chia sẻ, anh chị mà có câu hỏi nào, nếu như trong này chưa kịp đặt câu hỏi thì có thể nhắn tin trực tiếp với Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn sẽ giúp cho anh chị giải đáp cái điều như anh chị thắc mắc nhé. Đó, thì Thủy Nguyễn rất sẵn sàng hỗ trợ tất cả anh chị nếu chúng ta mong muốn có cổ phần của doanh nghiệp này,
mà thật sự là anh chị lên sở cổ phần đi, không phải mong muốn nữa, lên sở cổ phần và càng nhiều càng tốt, ít nhất anh chị phải có 1 triệu cổ phần, ít nhất là có 1 triệu cổ phần thì anh chị mới sao, anh chị mới thoát nghèo. Còn ít thì cũng ok thôi, là lên sàn thì vẫn ok thôi, nhưng mà thì nó chưa có mạnh, nó chưa có thể là giúp chúng ta có dòng, có cái dòng cổ tức lớn được. Mỗi dòng cổ tức lớn thì chúng ta thấy là mình phải có nhiều cổ phần. Đấy, cứ đặt mục tiêu là 1 triệu cổ phần để mình thoát nghèo thôi anh chị nha. Xin chào Phương Lan Vi, em chào anh Danh Lê, chào chị Nghiệp, Eben. Chắc là Thủy Nguyễn cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi live tiếp theo. Cả nhà mình có muốn giao lưu gì nữa không? Muốn giao lưu gì thì cả nhà có thể tương tác với Thủy Nguyễn sau nhé. Thủy Nguyễn cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà nhá, Thủy Nguyễn xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chị Nghiệp hỏi là 1.000 đô hả? 1.000 đô sao được 1 triệu cổ phần? Hay chị nói là 10.000 đấy? Nếu như ai chị nào có phiếu 1/100, cái phiếu VIP ý, phiếu VIP thì là có chiết khấu 1/100, 20.000 là sẽ được 2.220 cổ phần, 2.200 cổ phần. Đấy, còn trả góp là chiết khấu 1/100 là sẽ được khoảng 2 triệu cổ phần. 1.000 đô chiết khấu bây giờ thì nó là chiết khấu 75, chiếc khấu 75 trả thẳng và 70 trả góp. Còn chiếc khấu thường thì nó chỉ là 25.000 thôi. Đó, thế nên là khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta cần phải biết rõ về doanh nghiệp của mình, biết rõ về người đứng đầu, biết rõ về pháp lý, biết rõ về quyền lợi của mình. Nếu không thì mình sẽ rất là rủi ro, bởi vì mình chẳng tin mà mình chẳng có thông tin là mình đầu tư nhé. Mình đầu tư ấy. Đấy, anh chị lại đầu tư suốt ngày bất an lo lắng rồi thì thực sự là đầu tư mệt mỏi lắm. Đấy, như Thủy đầu tư ở đây thì lúc nào thì cũng rất là vui, là mình cảm thấy rất là biết ơn và tự hào anh chị ạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chị nhầm, em biết là chị nhầm mà, em bắt chị nhầm nên em bảo là 10.000 đô đấy. Chị sở hữu nhiều cổ phần chưa chị Nghiệp? Mà em chẳng biết chị tên là gì, chị để cái từ mà em không biết. Anh em mình sở hữu nhiều cổ phần nhá. Chúng ta ấy làm sao để sau này anh chị xem like của Thủy nhiều, anh chị gặp thì anh chị bảo ô tô có tài sản hàng vài chục tỷ rồi, tôi giá có tài sản 1 triệu đô la rồi. Đó là cái điều vô cùng tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Thì xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây ạ. Xin chào và gặp lại cả nhà sau buổi live ngày mai. Chúc mừng chị nha, cố gắng gom thêm chị ạ. Development of the safe and future-oriented transport. Together, we real achievements and a global idea. And you can also contribute to. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.